Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp đua Chiasi, model là Sila, một dòng xe đạp đua ngon bổ rẻ mới về tại cửa hàng em, và có giá bán chỉ có là 6.300.000 các bác nhé. Giá bán của xe là 6.300.000, chiếc xe đạp thương hiệu của Mỹ, tông màu trắng xám rất là đẹp, khung sườn nhôm, nước sơn nguyên bản. Còn rất là mới các bác nhé, rất là bóng mới, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng tại nước ngoài và nhập khẩu về, nên là nó xuất hiện xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn khung sườn thì các thứ là còn rất là đẹp các bác nhé, không móc. Đây, model của nó là Sila S108 đây, Chiasi design luôn các bác nhé. Đây là website của hãng này, một cái thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng là trên toàn thế giới rồi. Và em về chiếc này giá chỉ còn là 6.300.000 thôi, nó rất là rẻ để cho các bác có thể tiếp cận, các bác mới chơi xe có thể tiếp cận sang dòng xe đua, đổi từ những dòng tay bằng sang cái dòng xe đua này để trải nghiệm. Cốp 700c. Những cái chi tiết này là nguyên zin hết 100% đó nhé. Đó, toàn bộ xe là nguyên zin hết đấy. Vành này, rồi cọc yên, rồi in này. Ghi đông cổ phốt các thứ là nguyên zin nguyên bản hết 100%. Bánh 700c. Máy ưu này là máy ưu của Joytech này. Và được sử dụng một cái bộ chuyển động của Shimano các bác nhé, đó là dòng Shimano Tourlay, đĩa Shimano. Líp của xe là líp 7 tầng dạng líp vặn, líp vặn 7 tầng, 2 tầng đĩa. Nó xe có 14 tốc độ khác nhau. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị là tay lắc Shimano Tourlay. Cấu hình này thì cũng rất là đủ để cho các bác chơi đi rất là đủ cho các bác mua về thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe rồi, đạp cũng rất là tốt rồi. Những cái đồ của Shimano này thì rất là ngon, líp cũng là líp vặn của Shimano luôn các bác nhé. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, rồi ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 53 cm. Thì xe này có cái size dành cho các bác đi từ khoảng 1m67-68 đến 77-78 đi là phù hợp. Chuyển động rất mượt các bác nhé, cực kỳ là mượt. Chiếc xe đang được bán với em mức giá là 6.300.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.